giờ ngày 27 tháng 5 năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đàn ông nằm chết trên vệ cỏ sát đường bờ Hồ Điều Hòa. Trên người có nhiều vết thương tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị chết do vết thương vùng cổ, đứt mặt trước sụn giáp làm chảy máu vào đường thở dẫn đến suy hô hấp cấp. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án truy xét để huy động lực lượng phối hợp tổ chức điều tra. Trong quá trình phá án, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã gặp không ít khó khăn. Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi nghiên cứu cái khó khăn đầu tiên đó là về nạn nhân. Nạn nhân thì qua quá trình chúng tôi nghiên cứu thì thấy nạn nhân này không có một cái mâu thuẫn gì nổi bật với xung quanh cũng như với xã hội, gia đình, kể cả trong cái làm ăn kinh tế. Khó khăn thứ hai là cái thời gian xảy ra vụ án. Thời gian xảy ra vụ án là nó vào khoảng 3 rưỡi sáng. Chính cái thời gian xảy ra vụ án nó vào cái thời gian này, nên là cái việc phát hiện nhân chứng, có nhân chứng ở hiện trường và phát hiện nhân chứng cũng là một điều chúng tôi thấy là rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ ba nữa là cái hiện trường nơi xảy ra vụ án. Cái hiện trường nơi xảy ra vụ án đó là ở công viên Hồ Điều Hòa. Cái hiện trường lại giáp với cái đường cao tốc. Đấy, thế chính vì vậy mà đối tượng gây án nó có rất nhiều đường rút. Khó khăn thứ tư nữa là sau khi vụ án xảy ra, lúc chúng tôi đánh giá tài liệu là khoảng 3 rưỡi thì 4 giờ mà có trời mưa rất to thì hơn 5 giờ chúng tôi tiến hành khám nghiệm, thì bắt đầu khám nghiệm thì trời lại mưa rất to. Đấy, chính vì vậy mà những cái dấu vết để lại ở hiện trường cũng như kể cả trên tử thi để đánh giá cũng như có giá trị truy nguyên và đánh giá tính chất vụ án thì cũng đây cũng là một cái khó khăn, những cái dấu vết đấy một phần mất hết. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và tinh thần kiên quyết, mưu trí, linh hoạt của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, mọi khó khăn trong công tác điều tra đều dần được tháo gỡ. Ban chuyên án cùng lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh đã tập trung cao độ, linh hoạt, đưa ra nhiều giả thuyết điều tra cũng như dựng lên nhiều tình huống để đánh giá, phân tích sát diễn biến vụ án. Sau 15 ngày tích cực điều tra thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Đó là Nguyễn Ngọc Tú, 19 tuổi, ở xóm Trầm, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tình cờ đi ngang qua chòi, thấy một người đàn ông đang nằm trong đấy. Thì cháu do trong người không có tiền, cháu nảy sinh ý định xin tiền. Sau đó thì cháu vào cháu hỏi xin tiền. Thì ông người đàn ông ấy không cho. Và con hỏi cháu là định bảo cháu là định cướp à, thì cháu mới rút con dao ở trong túi ra là với mục đích là để dọa ông đấy ạ. Nhưng mà ông đấy thì tay cầm mũ bảo hiểm là định đánh cháu ạ, thì cháu có lấy cán dao cháu đánh vào đầu ạ. Xong người đàn ông ấy ngã xuống, cháu đánh liên tiếp vào đầu ạ. Xong người đàn ông ấy bỏ chạy thì cháu đâm với một cái vào lưng ạ. Sau đó thì người đàn ông ấy ngã xuống ạ, ở cửa chòi ạ. Thì cháu có chạy ra, cháu đâm tiếp một cái phát vào cổ ạ. Xong rồi ông ấy tiếp tục bỏ chạy thì cháu có đuổi theo đạp ngã và đâm liên tiếp hai cái vào bụng người đàn ông ạ. Xong cháu lấy chìa khóa và mở cốp xe lấy đi một cái túi da. Nguyễn Ngọc Tú là đối tượng lang thang không việc làm ổn định, thiếu sự quản lý của gia đình. Tại cơ quan điều tra, Tú đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ tăng vật vụ án và ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Tú về tội giết người, cướp tài sản. Do sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc, của các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, tập trung chỉ đạo và phân công các lực lượng tổ chức các hoạt động điều tra. Trong quá trình tổ chức các hoạt động điều tra thì áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ điều tra. Thế và đồng thời một cái biện pháp không thể thiếu được đó là phát động phong trào quần chúng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thông tin về các tội phạm, nắm được các cái di biến động của các đối tượng và thông tin cho lực lượng công an. Từ đó thì chúng ta là mau chóng tìm ra thủ phạm, đạt cái hiệu quả tốt nhất và làm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Qua cái vụ án này thì tôi khuyến cáo các cái gia đình
có con em thì quản lý chặt chẽ, không để cho các cái đối tượng coi như tụ tập, không để cho các đối tượng là lôi kéo tụ tập để đi theo cái con đường phạm tội. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án đã kịp thời trấn an dư luận, tạo được niềm tin của quần chúng với lực lượng công an. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em trong độ tuổi thanh thiếu niên.